Xoay tiền, vừa né phán thiết. Với rất nhiều sự bao mòn của những hạt mưa và những cái dòng nước chảy ngầm từ trên những ngọn núi đã hình thành nên một cái dòng suối rất là mát mẻ. So với cách đây thời gian trước thì đã có rất nhiều cái xây đắp và người dân đã tự khai phá và khai thác lên những cái trạm dừng chân như hình thức kiểu như thế này ở dọc theo con đường đi xuôi tiền vào. Đây là một cái suối hình thành từ tự nhiên mà nước là chảy quanh năm với mức sắp sắp con người có thể đi bộ được. Với cái sự thiên tạo nên những cái gọi là nhũ cát mà có thể góp phần làm cho cái cảnh quan nó đẹp mát mẻ. Trẻ con, người già đều có thể đi được. Hiện tại thì có ban quản lý, các chú bảo vệ canh xung quanh. Nước ngầm là phần lớn cho nên là chân đi rất là mát, cát rất là mịn và không có tiềm ẩn bất cứ một cái nguy cơ nào cho du khách. Đây là một cái điểm đến khi mà đi theo đoàn. Có rất nhiều điểm, nhiều cảnh vật để cho dân sống ảo được thoải mái thể hiện. Đặc biệt như là Quỳnh Anh, Quỳnh Chi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những phóng sự tiếp theo của Mr. David. Quỳnh Anh có nói gì không? Quỳnh Chi có nói gì không? Không, chào bà. Sau này chào bà hay chào bà? Xin chào bà. Ba, tình yêu là gì? Tình yêu là gì? Bà nói. Tình yêu là gì? Rồi ok, rồi gì nữa? Rồi, bà dê cái nào, bà dê cái. Yeah. Yeah, ok. Bà lên Facebook, bà sáng đêm nay luôn. Ok, bà.